một lần xả. Happy 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 birthday, một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Xin chúc mừng sinh nhật tất cả mọi người. Happy birthday. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ làm sinh nhật cho ba thí sinh trong ngày hôm nay. Và có lẽ rằng ba thí sinh đó là ba người hạnh phúc nhất. Chúng ta một lần nữa chúc mừng cho họ. Chúc mừng sinh nhật. Bây giờ chúng ta sẽ hướng về màn hình xem ba thí sinh giới thiệu về họ. Thí sinh đầu tiên là người yêu thích văn chương, mãi mê lo học, 22 đã già, cố công gắng sức thành tài, 24 tuổi lẫy lừng công danh. Xin chúc mừng sinh nhật Thế Chương. Lớp lá em làm duyên tạo dáng, 4 tuổi chẳng biết gái hay trai, 18 tuổi em đây thành thiếu nữ, giới duyên thầm ngây ngất lòng ai. Xin chúc mừng sinh nhật Thanh Tuyền. Thở cơ hàng xếp bằng coi bói, xem chỉ tay nói dốc quá trời, giờ nhìn mặt tươi như hoa cúc, có anh nào coi bói em không. Xin chúc mừng sinh nhật Thanh Nhàn. Chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh. Xin chào bạn Thế Chương. Chào bạn. Hôm nay tôi nghĩ rằng một áp lực sẽ đến với bạn đây, bởi vì ngồi cạnh hai bạn là hai bạn nữ rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Bạn học môi trường. Dạ. Bạn đã ra trường chưa? Dạ, em đã ra trường và đi làm rồi anh. Và bạn có biết vì sao là thời gian gần đây là rất là nhiều cơn bão dữ dội, rất là nhiều trận lũ lụt? Vâng, theo cái khả năng chuyên môn với em thì em nghĩ rằng cái nguyên nhân lớn nhất là do con người của chúng ta đã không biết bảo vệ môi trường. Chúng ta đã chặt phá khai hoang rừng quá nhiều, rồi chúng ta xả rác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm nay bạn đến với những ai? Dạ, em đến với tất cả bạn bè và người thân của em. Bạn bè của bạn Thế Chương. Xin chào bạn. Dạ, chào chú Đường Linh ạ. Bạn đang học ở đâu? Dạ, thì đang học ở cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. Chuyên môn của bạn là gì? Dạ, chuyên môn là may. May. Vậy thì hôm nào tôi sẽ gửi cho bạn may cho tôi vài cái quần tây được không? Dạ yên tâm, em mai xong anh Quyền Linh tối mới dám bận ra đường. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Ban ngày không dám bận đâu. Bạn may mỏng lắm hả? May xấu hả? Dạ, bạn học năm thứ mấy rồi? Dạ. Năm thứ mấy? Năm thứ ba rồi. Năm thứ ba mà may xấu sao được? Nhưng mà chuyên ngành thì thích vẽ hơn. À vẽ hả? Tức là bạn thiết kế thời trang đúng không? Dạ thích thiết kế rồi. Bạn thiết kế, bạn thích mặc thời trang như thế nào? Một chút dịu dàng, đôi khi phá cách. Cảm ơn bạn, hôm nay bạn đến với phim trường với những ai? Dạ em đến với người thân và bạn bè của em. Người thân và bạn bè của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Xin chào bạn Thanh Nhàn. Dạ, em chào anh Quyền Liên. Bạn là người Hà Nội. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh được lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm? Dạ. Bạn thích những cái gì nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này? Cái phong cách sống sôi động, nhưng mọi người rất là thân thiện. Mà trong vài năm đây thì em có được rất nhiều bạn bè và công việc của mình bây giờ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay bạn đến đây với ai? À, em đến với nhà bạn thân của em và đang ngồi trên kia. Bạn thân của bạn Thanh Nhàn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn anh. Và có cơ hội giành lấy giải thưởng 50 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ba thí sinh giới thiệu về họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình sinh nhật. Và ở vòng 1 này, ba thí sinh chỉ làm một việc đơn giản thôi, trả lời ba câu hỏi bằng cách là đoán tuổi của các vị khách mời trên hình ảnh của chúng ta. Những vị khách mời rất quen thuộc, là những người nổi tiếng. Và nếu như chúng ta đoán chính xác tuổi của một vị khách mời, thí sinh sẽ được âm 5 điểm. Tại sao lại âm 5 điểm? Đặc biệt là trong chương trình chúc mừng sinh nhật này,
Người nào có số điểm càng thấp, người đó sẽ có cơ hội nhận giải thưởng 50 triệu đồng. Chính vì lý do đó mà đầu tiên chương trình sẽ tặng cho 3 thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Đây là một món quà Quỳnh Linh nghĩ rằng nó sẽ là một điều may mắn dành tặng cho tất cả mọi người. Và nếu như chúng ta đoán sai số tuổi của khách mời, số tuổi chênh lệch sẽ được cộng vào con số điểm của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở vòng 1. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Trẻ trung, xinh đẹp, giỏi nghề là nhận xét của các đồng nghiệp và khán giả dành cho cô MC dễ thương này. Xin hỏi năm nay MC Thanh Thảo bao nhiêu tuổi? MC Thanh Thảo, một gương mặt rất quen thuộc và cũng là một người bạn đồng nghiệp với Quyền Linh. Cô ta đã dẫn rất nhiều chương trình như là Hugo, rồi Tam Sao Thất Bảng và rất. Hãy đoán xem Thanh Thảo bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu ạ? 26. Bao nhiêu? Em bé còn biết 26 mà. Em bé nó 26. Bên kia bao nhiêu? 26. Ai cũng nói 26 hết trơn á. Bây giờ 3 thí sinh cũng nói 26. Và bây giờ các bạn sẽ biết xem Thanh Thảo chính xác là bao nhiêu. 26. Rất hay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Xin mời. Và chắc là các bạn đã nhận ra đây là ai rồi phải không nào? Người mẫu diễn viên điện ảnh Ngọc Diệp. Xin hỏi Ngọc Diệp năm nay bao nhiêu tuổi? Người mẫu, diễn viên điện ảnh, MC nữa. Ngọc Diệp đã hoạt động rất nhiều lĩnh vực và hiện nay cô là một diễn viên cũng đang được quan tâm và được mọi người yêu quý. Chúng ta đoán xem cô diễn viên trẻ này bao nhiêu? Nhiêu ạ? 25. 27. 24. Chúng ta đoán xem nha. Bao nhiêu? Thanh Nhàn là 24, Thế Trương 24, còn bạn Thanh Tuyền là 23. Xin mời MC Ngọc Diệp là bao nhiêu? 23. Quả là có người thân quá lợi hại à nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang thật sôi động với phong cách hip hop. Còn bé anh đã biết yêu hoa rồi. Xin hỏi cậu bé yêu hoa năm đó bao nhiêu tuổi? Chắc chắn là chúng ta sẽ rất quen với ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Nhưng bây giờ mà đoán tuổi Lương Bằng Quang thì rất dễ. Còn đây là tấm hình. Tấm hình của anh ta nên rất khó đoán. Tấm hình còn nhỏ. Bây giờ xin mời ba thí sinh bắt đầu, chúng ta vào cuộc. Nhớ nha các bạn, hình hồi nhỏ của Lương Bằng Quang. 4, 5, 7, Thanh Nhàn 3, Thế Chương 3, và riêng đặc biệt Thanh Tuyền lại một lần nữa khác với hai bạn của mình là 4. Ca sĩ nhạc sĩ Lương Bằng Quang hình hồi lúc chút xíu là bao nhiêu? 3. Các bạn thân mến, trong chương trình chúc mừng sinh nhật này, nếu như cả 3 bằng điểm với nhau thì bước vào vòng chung kết. Để đến với vòng đặc biệt, chúng ta sẽ ưu tiên cho người nào có số tuổi cao hơn, lớn hơn. Có nghĩa là chúng ta dựa vào luật là kính lão đắc thọ. Chúng ta đã kết thúc vòng 1 của chương trình với 3 câu hỏi. Và xin chúc mừng cho cả 3 thí sinh, cả 3 bằng điểm nhau. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 2 này, 3 thí sinh lại tiếp tục một lần nữa đoán tuổi các nhân vật khách mời của chúng tôi. Và lần này khó hơn vòng 1 rất nhiều, là không phải chúng ta đoán một người, mà có khi chúng ta đoán 2 người, 3 người, 4 người, 6 người trở lên. Chúng ta sẽ cộng số điểm của họ lại và đưa ra con số chính xác. Nếu như lần này chúng ta đoán đúng một câu hỏi, chúng ta sẽ được âm 10 điểm. Ở vòng 2 sẽ có 2 câu hỏi. Vòng 2 bắt đầu với câu hỏi số 1. Chị My và gia đình xin thân ái chào các quý vị khán giả và các thí sinh của chương trình chúc mừng sinh nhật. Đây là bố mẹ của Diễm My. Xin đố các thí sinh là tổng số tuổi các thành viên trong gia đình của Diễm My là bao nhiêu? Cô MC rất duyên dáng. Diễm My,
và gia đình. Chúng ta có thể đoán được tuổi của MC Diễm My, nhưng mà chắc chắn khó đối với chúng ta là bố mẹ của Diễm My. Nhưng mà chúng ta đưa ra con số dự đoán. Mấy ạ? 112. Ở bên đây mấy? 115. Bao nhiêu ạ? 110. Rồi, xin mời bạn. Bạn Thái Trương đã có kết quả rồi. Bạn Thanh Tuyền kết thúc. Bà Thanh Nhàn là một con số rất quen, đó là 113. 113 là gọi có ngay. Các bạn có hồi hộp không ạ? Hồi hộp quá đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết ngay bây giờ số tuổi của gia đình Diễm My là bao nhiêu. Năm nay 50 tuổi. Tôi năm nay 46 tuổi. Diễm My năm nay 17 tuổi. Như vậy tổng số tuổi 3 thành viên trong gia đình của Diễm My là 113 tuổi. Cũng gần như gần đúng. Đây 115, đây 103. Chỉ có một mình bạn Thanh Nhàn là chính xác. Đây là cơ hội cuối cùng. Đây là câu hỏi cuối cùng luôn. Tôi cũng cảm thấy hồi hộp quá. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Nhóm AD xin kính chào quý vị khán giả của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Nhóm xin đưa ra một câu hỏi dành cho các em sinh. Tổng số tuổi của các thành viên trong nhóm là bao nhiêu? Nhóm nhạc trẻ Melody, những thành viên rất trẻ trung. Và hiện nay các bạn cũng đang là nhóm nhạc được yêu thích. Thử xem chúng ta đoán bốn chàng trai này là bao nhiêu. Xin mời quý vị đưa ra con số dự đoán ạ. 140. 118. Bên kia ạ. 110. 200. 250. Những chàng trai khoảng 19-20 tuổi thôi, theo tôi là như vậy. Bốn người khoảng 80 thôi. Xin mời bạn Thế Chương. 91. Bạn Thanh Tuyền 89. Và bạn Thanh Nhàn 86. Bạn đổi là 80. Bao nhiêu bạn? 85. 86, 84 và 85. Xem ai sẽ là người chính xác. Xin mời. Hai đứa em bằng tuổi nhau. Nhỏ xíu à, mới 17 tuổi thôi. Hai đứa mình cũng bằng tuổi nhau nhưng hơi lớn một chút. 21 tuổi. Chính xác là 76 tuổi. Thấy chưa? Tôi nói là những chàng trai rất trẻ mà, dưới 20. Các bạn đoán cao quá. Giờ đây là giờ phút rất hồi hộp và căng thẳng. Ai sẽ là người bước vào vòng đặc biệt đây? Cả ba người chơi đều hồi hộp ngang nhau và nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ngang nhau. Nhưng nếu như ai may mắn một chút xíu thì người đó sẽ đến với vòng đặc biệt. Và xin chúc mừng bạn. Bạn là người rất may mắn và bạn sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và dù bạn có được bước vào hay không thì tôi cũng nói với bạn rằng bạn là người chiến thắng và bạn sẽ là người nhận giải thưởng của chương trình. Không biết là bao nhiêu. Xin mời bạn. Xin mời bạn. Hai cô gái đang có cơ hội ngang nhau. Và ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây? Bạn Thanh Tuyền, bạn sẽ là người đến với vòng đặc biệt với vai trò cổ động viên. Xin chúc mừng bạn và bạn sẽ nhận được 2 triệu đồng. Và người đến vòng đặc biệt đó chính là bạn Thanh Nhàn. Chúc mừng bạn. Bạn sẽ có cơ hội nhận 50 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho tất cả mọi người có ngày sinh nhật trong tuần này. Xin chúc mừng sinh nhật.